Xin chào các bạn. Và hôm nay mình lại quay trở lại với một buổi livestream và chủ đề hôm nay rất là đặc sắc. Chủ đề hôm nay là một cái mà mình nghĩ là rất là nhiều những cái bạn mà khi mà đến với âm nhạc, khi mà biểu diễn, đứng trên sân khấu thường hay gặp phải, và rất là nhiều cái câu hỏi, những cái thắc mắc liên quan tới cái chủ đề này. Đây là một chủ đề khá thú vị mà các bạn nếu mà đọc cái tiêu đề cái livestream của mình, các bạn cũng đã biết ha. Chủ đề này là cách làm sao để có thể sử dụng được cái micro một cách có hiệu quả, hay nói đơn giản là cách hát với micro. Ở đây các bạn đã bao giờ đứng lên sân khấu cầm cái micro hát mà bị một cái vấn đề với cái micro của mình chưa ạ? Ai đã từng bị vấn đề nào các bạn có thể comment bên dưới nha. Trong thời gian chờ đợi thì các bạn có cái câu hỏi gì các bạn cứ bình luận bên dưới nha. Để lại bình luận bên dưới rồi mình sẽ bắt đầu cái livestream. Rồi, ngày hôm nay mình sẽ đi qua một vài cái điều mà rất là nhiều những bạn khi mà đứng lên sân khấu các bạn thắc mắc. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là cách để hát với lại micro. Thì mình sẽ có 4 cái mà mình sẽ trao đổi trong ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là cách kiểm soát âm thanh với mic. Cái thứ hai đó là các cái từ khóa kỹ thuật cần biết. Cái thứ ba là làm sao để có giọng hát dày khi mà dùng micro. Cái thứ tư là một vài cái nhận định mà đôi khi các bạn bị nhầm. Rồi, em hát lên micro nghe giọng khác với bình thường. Em hát lên micro nghe giọng khác với bình thường hả? Cái này cũng có luôn. Một lát mình sẽ giải thích ở trong một vài các cái nhận định nha. Kiểm soát, đúng rồi. Thì ở trong đó mình sẽ giải thích luôn cái việc đó luôn cho bạn Vương Hoàng Long ha. Còn bạn nào có những cái thắc mắc hay những câu hỏi gì về cái vụ mà cầm micro hát nữa không? Thì các bạn có thể đặt câu hỏi bên dưới luôn, rồi lúc đó mình sẽ trả lời cho từng bạn luôn. Rồi, còn bạn nào có cái câu hỏi, có thắc mắc nào nữa không? Nãy giờ là có 2 câu hỏi rồi đúng không? À, một câu hỏi chứ. Một bạn là hát với micro thì nghe khác với bình thường. Khác đây không có nghĩa là hát với micro nó to hơn đâu nha, nó có nhiều vấn đề khác nữa. Lúc em hát với mic, chuyển giọng gió với giọng pha lại rất khó. À, đây cũng là một cái mà nhiều người gặp. Rồi, 2 câu hỏi, còn bạn nào nữa không? Các bạn đặt luôn đi, một lát mình vào chủ đề là mình sẽ giải thích cho các bạn các cái câu hỏi này luôn. Hoàng Vĩnh Thụy, Vĩnh Thụy Hoàng, làm sao để không tụt hơi? Sorry các bạn nha, mình bị bệnh mấy bữa nay chưa hết nữa. Đúng ra là mình định off cái buổi livestream, nhưng mà mình biết rằng là có rất là nhiều bạn trong chờ cái buổi livestream này, cho nên là mình vẫn quyết định livestream mặc dù là còn ho gà uống ván gì đó. Rồi, làm sao để không tụt hơi thì cái việc mà không tụt hơi á, nó không liên quan tới cái micro nhiều, mà nó liên quan tới cái cột hơi của bạn, liên quan tới cơ hoành nè, liên quan tới cái hơi thở. Thì cái đó phải do cái sự tập luyện. Còn cái việc mà cầm micro hát nó không liên quan đến cái đó nhiều, nhưng nó có ảnh hưởng một tí xíu. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không ạ? Thêm một câu hỏi nữa đi rồi mình sẽ bắt đầu luôn. Các bạn ráng theo dõi nha, chủ đề ngày hôm nay rất là quan trọng và nó sẽ giải quyết được cho các bạn rất là nhiều những cái thắc mắc, những cái băn khoăn hồi trước giờ các bạn hay hát mà các bạn gặp phải. bình tĩnh nha Vĩnh Thụy Hoàng. Một câu hỏi nữa mình sẽ bắt đầu. Hôm nay mình có chuẩn bị một cái micro SM57 với lại một cái âm thanh đã được mix. Wow, các bạn nghe âm thanh hay không ạ? Đây là âm thanh đã lên micro. Trời ơi, anh Ngãi Võ. Ở đây chúng ta có đạo diễn Ngãi Võ, là đạo diễn đã làm cho một cái show hoành tráng của Sky Tour hả anh Ngãi? Sky Tour của Sơn Tùng. Thầy chỉ em, bên kỹ thuật viên âm thanh khi cho reverb quá nhiều hát không nổi. Rồi, cái này câu này khó quá, để từ từ giải thích nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là cách làm sao để có thể sử dụng micro để hát hay trên sân khấu. Rồi, mình sẽ có 4 vấn đề sẽ đi trong ngày hôm nay. 1, đó là cách kiểm soát âm thanh với microphone. 2, là các cái từ khóa kỹ thuật mà các bạn cần phải biết để nói chuyện với những cái người làm âm thanh, nói chuyện với những cái người kỹ thuật viên đứng dưới sân khấu. 3 là làm sao để có cái giọng hát dày khi mà cầm cái micro hát. Và 4 là những cái nhận định mà đôi khi các bạn bị nhầm lẫn khi mà các bạn bước lên sân khấu cầm micro hát, và mình cho rằng cái mic này nó như thế này như thế kia. Bây giờ mình sẽ vào từng cái một nha. Đầu tiên là cách kiểm soát âm thanh với microphone. Ở đây mình có chuẩn bị một cái micro. Đây là một cái micro mà các bạn vào phòng thu các bạn hay thấy. Thật ra là về công năng, về cái cách sử dụng nó cũng y chang như mấy cái micro mà các bạn hát ở trên sân khấu thôi. Ở đây mình có set sẵn một hệ thống âm thanh.
Ở trong đây các bạn nghe thấy không? Các bạn nghe âm thanh đầy đặn không ạ? Hay không ạ? Các bạn nghe thấy âm thanh như thế nào? Các bạn có thể comment xuống bên dưới. Rồi, các bạn nghe là khi mà mình đưa cái micro vào như thế này, các bạn nghe thấy âm thanh là sao? Nó đầy đặn đúng không? Nếu mình cũng cầm cái micro, cũng ở một cái khoảng cách gần giống như vậy, nhưng mà bây giờ mình sẽ để cái micro nó lệch tí xíu giống vậy nè. Rồi, các bạn nghe bây giờ âm thanh nó như thế nào? Hoặc là mình để lệch tí xíu giống vậy nè. Lệch tí xíu giống vậy, một số ca sĩ các bạn thấy cầm micro giống vậy đúng không? Đó, thì nó sẽ nghe những cái âm thanh khác. Các bạn để ý cái âm thanh nha. Âm thanh sẽ thay đổi khi mà các bạn thay đổi cái hướng mic. Rồi, mình sẽ hát một chữ để cho các bạn dễ hình dung nha. Na 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 na. Các bạn nghe âm thanh thay đổi không ạ? Rồi. Như vậy, vấn đề đầu tiên các bạn cần nhớ nha. Các bạn cần nhớ một vấn đề đầu tiên rất là quan trọng, đó là cái âm thanh của mình á, nó chính là tần số, mà một cái âm thanh mình phát ra nó sẽ có tần số cao, tần số trầm. Thì tần số cao nó sẽ có cái xu hướng đi thẳng và đi hẹp lại. Tần số mà nó càng trầm càng thấp nó sẽ có xu hướng đi rộng ra. Cho nên nếu mà các bạn cầm micro á, các bạn để gần giống vậy nè, thì nó sẽ bắt hết các cái tần số xung quanh của các bạn luôn. Nó bắt cả tần số cao, cả tần số trầm luôn. Nhưng mà nếu mình để xa ra tí xíu, các bạn thấy bây giờ các bạn hết nghe tầng trầm rồi đúng không? Mặc dù cái mic nó cũng trực diện luôn nè, cái mic cũng phía trước miệng mình nè, nhưng mà khi mình để xa ra các bạn chỉ còn nghe thấy tầng treble thôi, các bạn không còn nghe tầng trầm nữa đúng không? Khi mình để gần nè, để gần giống vậy các bạn sẽ nghe thấy tầng trầm nó rất là rõ. Là bởi vì âm thanh tần số cao sẽ có xu hướng đi thẳng, còn âm thanh tần số trầm sẽ có xu hướng đi rộng ra. Nếu như các bạn cầm cái micro mà các bạn cầm xa quá, một số bạn thể hiện là mình là có giọng hát nội lực, để micro xa ra mình vẫn hát được, thì lúc này micro nó chỉ có thể bắt được cái tần trầm của các bạn thôi, còn tần số cao của các bạn đã bị mất dần do là mình để xa quá, âm thanh nó đi ra bên ngoài này hết trơn rồi. Các bạn hình dung không ạ? Nếu như các bạn thắc mắc, các bạn có thể đi vào những cái nơi ồn á, các bạn để ý giống vậy nè. Khi mà các bạn đứng ở ngoài cửa, khi các bạn đứng ở bên ngoài, ví dụ như một cái bar club đi, các bạn đứng bên ngoài các bạn sẽ nghe tiếng bùm 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 bùm, nghe nó trầm không ạ? Bước vào bên trong mình mới bắt đầu mình nghe thấy âm thanh nó có treble, nó sáng lên. Như vậy là bởi vì âm thanh tần số trầm có xu hướng đi đa hướng, cho nên các bạn đứng ở bên ngoài các bạn cũng có thể nghe được luôn. Nhưng mà âm thanh tần số cao thì các bạn phải bước vào trong cái khán phòng và trong cái không gian, và thậm chí là các bạn phải đứng trước loa các bạn mới có thể nghe được cái âm thanh tần số cao. Rồi, đó là cái đầu tiên nha, nhớ nha. Nghĩa là khi mà các bạn hát, các bạn nên cầm cái micro gần lại để cho nó có thể lấy được tần số trầm. Một số bạn á, nói là mình hát mà mình nghe thấy cái micro này nó không có hút, là đôi khi do các bạn cầm xa quá sao nó hút nổi, đúng không? Còn cái chuyện hút hay không, một lát mình sẽ giải thích ở cái mục số 4 nha. Rồi, như vậy trong phần số 1 các bạn nhớ một yếu tố A, một yếu tố đầu tiên, đó là cầm cái micro gần lại tí xíu. Rồi, cái thứ hai cũng không kém phần quan trọng. Đố các bạn cái thứ hai là gì? Làm sao để mình có thể kiểm soát được cái âm thanh với mic nó hay hơn. Ví dụ khi các bạn hát á, có những lúc các bạn thở đúng không? Có những lúc các bạn nghe thấy gì? Tiếng hít, tiếng thở. Thì cái này có thể xử lý bằng cách nào? Lúc mà mình lấy hơi vào, để micro ra xa. Thí dụ là hey, hey, wow. Các bạn thấy là khi mà các bạn làm như vậy á, các bạn sẽ giải quyết được vấn đề gì? Mình sẽ giải quyết cái việc đó là âm thanh của mình nó không, khi mình hít vào nó không có bị nghe quá rõ đúng không? Rồi, khi mà mình thở ra thì sao? Nếu mà các bạn hát giống như nghe cái hơi nó đi thẳng vào trong cái mic này rất là khó chịu. Như vậy mình có thể giải quyết bằng cách là né cái đường hơi ra. Ví dụ nè, mình để cái micro giống vậy đi ha, thì cái hơi mũi mình đi sọc từ đây đi xuống. Nếu mình tắt cái đường hơi mũi ra thì sao? Nó sẽ đỡ hơn. Các bạn nghe thấy khác liền đúng không? Khi mà mình cần hát lực thì mình để vậy. Nếu mà mình thấy là cái hơi mình, cái ngày hôm đó hơi mình không tốt, hoặc là mình hay có thói quen thở bằng mũi đi, thì mình sẽ giải quyết bằng cách nào? Bằng cái cách là mình để micro xéo qua tí xíu, né cái đường hơi mũi đi xuống. Thì lúc này âm thanh của mình nghe nó sẽ đỡ bị đó, cái tiếng hơi mũi rất là thấy ghê. Rồi, nó còn một cái cách để các bạn xử lý nữa. Bởi vì cái việc mà cái hơi mũi này nè, nó có một cái thuật ngữ trong âm thanh, nó gọi là plosive. Cái âm thanh plosive là những cái âm thanh giống như mình nói pi pi pi, các bạn nghe thấy không? Thì khi mà các bạn hát những cái chữ, ví dụ chữ power power, để xa là power power power, hoặc là né micro power
đúng không? Các bạn thấy là pow 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 nó khác nhau. Cho nên là khi mà các bạn xài cái micro, các bạn phải hiểu được rằng là cái micro mình nó đang hút những cái âm thanh nào và mình né bớt những cái âm thanh đó ra. Hồi nãy cái bước B là mình nói gì? Các bạn sẽ để cái micro xéo qua tí xíu để mà mình né được những cái hơi bật vào, đúng không? Rồi mình có thể giải quyết được cái việc mà bằng cách là mình để xa ra. Đó, lúc mà các bạn lấy hơi thì người ta sẽ đỡ nghe cái phần hít hơi của các bạn hơn. Rồi, đó là cách để kiểm soát cái âm thanh với cái micro. Thật ra là nó còn nhiều nữa, nhưng mà nó nhiều quá các bạn không nhớ hết đâu. Cho nên mục số 1 mình sẽ giải quyết cái vấn đề như này là để micro xa ra khi mà mình cần lấy hơi hay là mình cần làm cái gì đó ồn mà mình không muốn người khán giả người ta nghe. Rồi, còn tiếp theo là gì ta? À, là để micro xéo tí xíu để cho cái hơi này nó không có bị đi thẳng vào cái mic. Hồi nãy còn một cái là nếu như mình muốn âm thanh có lực dày giọng thì mình sẽ để micro gần lại để bắt được cái âm thanh trầm của mình. Rồi, cái thứ hai là các cái từ khóa kỹ thuật cần biết. Rồi, các bạn sẽ để ý như vậy nè. Khi mà mình bước lên sân khấu á, có những cái nơi là mình nghe cảm thấy âm thanh nó bị khô quá, hoặc là có những nơi mà mình nghe cảm thấy âm thanh nó ướt quá, thì đôi khi mình không biết làm sao để mình giải thích được cái điều đó cho cái người chỉnh âm thanh để họ làm đúng cho mình, mà đôi khi mình nói nó bị sai luôn. Thì bây giờ mình sẽ tập tìm hiểu các cái từ khóa kỹ thuật để mình biết nó rõ hơn. Thứ nhất là các bạn sẽ biết về cái từ khóa là tần số. Tần số nghĩa là sao? Bây giờ mình giải thích nha. Khi các bạn nghe giống vậy nè, mình hát một cái câu là ví dụ các bạn nghe trong cái âm thanh của mình nó sẽ có những cái màu gì, nó trầm hay nó bổng hay là nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ giải thích nha, nó sẽ có ba cái khoảng tần số mà các bạn nên biết. Một là tần số trầm. Tần số trầm nghĩa là sao? Bây giờ mình sẽ tăng tần trầm lên, các bạn sẽ nghe thử nha. Các bạn nghe thấy không? Đó, cái này gọi là tần trầm nè. Mình hát cùng một nốt nhạc nhưng mà các bạn nghe nó ầm ầm ầm, là bởi vì mình nhờ cái người chỉnh âm thanh người ta tăng cái tần trầm lên, nó sẽ nghe như thế này. Như vậy nếu mình cầm lên cái micro mà mình hát á mà mình nghe thấy là âm thanh nó bị giống vậy nè, anh ơi cái âm thanh này nó ù quá, nó trầm quá, anh cắt bớt tần trầm giùm em đi, anh giảm bớt tần số trầm giùm em. Đó, bây giờ người ta sẽ giảm xuống. Rồi các bạn thấy như thế nào? Bây giờ âm thanh nó nghe rất là thoải mái đúng không? Nó không có bị ùm. Đó là tần số trầm. Rồi như vậy có tần trầm thì cũng sẽ có tần cao hay là tần bổng. Thì âm thanh tần bổng nó nghe sao? Ví dụ nha, mình nghe một cái âm thanh nó giống như thế này. Đó, mình nghe cái tần này rất là sáng chói nè. Như vậy nếu mà mình gặp một cái âm thanh mà nó chói giống vậy nè, thì mình sẽ nói người ta, à anh ơi anh bớt tần số cao xuống giùm em. Rồi, như vậy bớt xuống như vậy mình nghe sẽ nghe nó thoải mái hơn đúng không? Rồi, sẽ có một cái khoảng âm nữa là âm tần trung. Âm tần trung nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà các bạn hát cái âm thanh bình thường, cái khoảng mà mình hay nói hay hát bình thường nó là âm thanh tần trung. Ví dụ một số cái nơi mà nó để âm thanh tần trung cao quá giống vậy nè, các bạn nghe cảm giác nó bị ong ong khó chịu đúng không? Thì các bạn có thể nói là anh ơi anh giảm giùm em tần trung xuống tí xíu. Giảm quá thì sẽ nghe nó lép. Tại vì cái chỗ này á, cái khoảng giữa của âm thanh mình chính là cái phần, nó gọi là phần body, với phần thân. Âm thanh của người nó có tần trầm, tần trung, tần cao. Thì cái tần cao á là cái tần sáng, nghe giống như hơi thở của mình vậy á. Nhiều quá nó sẽ nghe bị chói. Tần trung chính là cái tần chính của cái giọng mình. Nếu mà nhiều quá thì nghe nó bị ong ong, ít quá thì nghe nó bị gì? Ủa sao cái kính nó bị đơ luôn rồi. Nãy quên mở cho các bạn xem. Một lát mình sẽ mở lại cho các bạn xem cái đó. Rồi các bạn nhớ nha, là tần hơi mình mở luôn đi. Tần số cao. Các bạn nhìn đây nhé. Tần số cao ở đây là đó, mình nâng lên các bạn sẽ nghe ong ong ong, giảm xuống thì nghe nó bị lép. Thấy chưa? Đó. Ở đây là tầng cái này tầng trung chứ quên, tần số trung. Bên đây là tầng cao nè. Mình nâng tầng cao lên thì sẽ nghe nó sáng quá. Các bạn nghe thấy tiếng hú hú lên không? Này, cái gì mình nâng lên là mình hát thử. Còn nếu mình giảm xuống thì sao? Mình giảm xuống thì nghe nó sẽ bị mờ, bị tối. Rồi, cái này là tầng tầng trầm là khu vực này nè. Đó, tầng trung là khu vực này nè. Tầng cao là khu vực này. Các bạn nhớ nha. Như vậy cái đầu tiên các bạn cần nhớ là gì? Là tần số. Ngoài tần số thì các bạn cần phải biết thêm gì nữa? Thường các bạn đi ra ngoài các bạn nói chuyện với lại mấy anh kỹ thuật âm thanh đó, các bạn cần phải nói thêm gì nữa? Nhiều bạn hay nói là anh ơi cho em cái mic cho nó thêm echo. Echo, rồi bây giờ mình sẽ giải thích echo là cái gì. Thì bây giờ mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu. Các bạn có để ý mình coi một số cái
một số cái hệ thống âm thanh, một số cái phim là hay thấy nhất, đó là thỉnh thoảng mình sẽ nghe thấy là nói một cái âm thanh xong sau đó nó vọng lại một cái. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy nè, âm thanh khô, cái này gọi là âm thanh khô nha, âm thanh mộc. Bây giờ các bạn đứng lên sân khấu, các bạn hay nói người ta cho echo, thì echo là gì các bạn nghe thử nè. What? Đó, hồi xưa mình hát karaoke, hồi xưa mình hay nghe cái kiểu này đúng không? Thì kiểu này á gọi là echo. Nhưng mà hồi xưa người ta gọi echo thôi. Còn bây giờ nó sẽ có những cái thiết bị mà nó làm cái echo đó bằng nhiều cái cách khác nhau. Các bạn có thể tinh chỉnh rất là sâu hơn. Thì sau này người ta gọi chung cái đó là delay. Thì các bạn có thể tập thói quen sử dụng cái từ delay thay vì xài cái chữ echo như hồi xưa. Rồi, cái thứ hai là reverb. Reverb là gì? Cái chữ reverb nó là cái chữ nói về độ vang của phòng, reverberation, là nó nghe như thế nào. Bây giờ mình tắt echo nè, mình sẽ mở reverb lên. What? Các bạn nghe giống như đang đứng ở trong một cái phòng rất là rộng đúng không? Hoặc là giống như các bạn xuống cái hầm gửi xe rộng thiệt rộng luôn, các bạn sẽ nghe âm thanh này. Tắt cái này đi thì nó sẽ nghe như thế này. Đó, khô queo, không có cái gì hết. Còn nếu mở cái này lên, nó sẽ nghe như thế này. Như vậy cái mà các bạn cần khi mà các bạn hát trên sân khấu đó chính là reverb. Cho nên là thật ra là cả hai luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn phải lựa chọn, các bạn có thể lựa chọn sử dụng reverb, thì nó sẽ giúp cho giọng hát của các bạn nó mượt mà hơn. Còn delay nó sẽ hơi khó nghe một tí xíu, bởi vì nó sẽ lặp lại. Nếu các bạn không có thói quen điều khiển thì các bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn cái nhịp nào là nhịp chính. Thì nên sử dụng reverb khi mà các bạn chưa biết nhiều, chưa có thể tinh chỉnh nhiều. Mà thật ra bên ngoài hệ thống âm thanh người ta cũng sẽ ưu tiên sử dụng reverb nhiều hơn tí xíu. Như vậy là có hai cái từ khóa các bạn sử dụng rồi đó. Một là tần số EQ ha. À, ba từ khóa rồi. Một là tần số EQ nè. Hai là các bạn có thể sử dụng cái từ delay thay cho cái chữ echo. Ba là các bạn có thể sử dụng cái chữ gì? Reverb. Reverb là tạo độ vang. Còn delay là nó giống như cái việc lặp đi lặp lại cái đó. Thì các bạn sẽ có những cái từ khóa đó để các bạn xài. Thì sau này đứng lên sân khấu là các bạn có cách nói ha. Đừng có để cái người chỉnh âm thanh người ta không biết mình đang nói cái gì, mà đôi khi người ta cười mình nữa, tại vì mình không biết cái chữ đó gọi là như thế nào. Rồi đó là mục số 2, các từ khóa kỹ thuật cần biết. Rồi bây giờ làm sao để có giọng hát dày? Các bạn có bao giờ thắc mắc làm sao để có giọng hát dày không? Rồi bây giờ mình sẽ giải thích nha. Giọng hát dày nghĩa là sao? Giọng hát dày nghĩa là khi mà mình hát ra nó có một cái tần số đầy đặn. Hồi nãy các bạn thấy mình đưa cái biểu đồ tần số rồi đúng không? Khi mà các bạn hát ra, các bạn cố gắng hát mạnh hơn tí xíu và đẩy hơi nhiều tí xíu thì lúc này nó sẽ nghe dày. Ví dụ mình nói chuyện với các bạn giống vậy nè, thì nghe cái giọng này nó mỏng đúng không? Tại vì mình nói nhỏ, mình nói một cách nhẹ nhàng. Nhưng nếu mà mình nói giống vậy thì các bạn nghe như thế nào? Nghe âm thanh lúc này nó to nhưng mà nó không có đầy đặn đúng không? Nó to nhưng mà nó kiểu là giống hơi ong ong, hơi nhéo nhéo tiếng lên. Thì cái âm thanh này nè, dù nó to nhưng nó không có độ dày, nó chỉ đang có độ lực thôi. Một âm thanh được đánh giá là dày là khi nó có được vừa cả độ lực và vừa cả cái độ dày của giải tần. Nghĩa là các bạn cần phải có tần trầm, có tần trung, có tần cao bên trong cái giọng hát của mình. Thì cái mà các bạn cần làm, nó có một vài cái mẹo. Tất nhiên mẹo là để các bạn hiểu thôi, còn để làm được hay không thì các bạn phải tập luyện nó mỗi ngày. Bây giờ mình chỉ cho các bạn ba cái mẹo. Với ba cái mẹo này thì các bạn chắc chắn có thể làm cho cái giọng mình dày hơn luôn. Cái đầu tiên nha, hát cho nhiều hơi ra. Thí dụ các bạn nghe mình nói giống như thế này nè, các bạn cảm giác như thế nào? Rất là dày, bởi vì mình đẩy hơi ra, mình nói chuyện bằng một cái hơi rất là đầy đặn luôn. Các bạn nghe cảm thấy dày đúng không? Rồi, cái thứ hai, cái mẹo thứ hai đó là vừa hát dày và vừa hát to, vừa nói dày vừa nói to luôn. Ví dụ mình vừa đẩy hơi ra và vừa đẩy cho cái lực nó mạnh lên nữa, thì các bạn sẽ nghe âm thanh thế này, nó rất là dày đúng không? Cái mẹo thứ ba đó là các bạn tưởng tượng giống như đang mở cái cổ họng mình ra. Lúc nào mình cũng vò miệng lên nè. Tưởng tượng giống như đang ngáp á. Các bạn ngáp là lúc đó nó mở rộng ra hết nè. Các bạn sẽ nghe lúc này âm thanh nó rất là dày. Bởi vì mình đẩy hơi, mình mở to cái cổ họng và mình tập cái cho cái âm thanh mình nó lực ra một tí xíu. Như vậy với ba cái mẹo này các bạn chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề thứ ba, đó là làm cho cái giọng hát nó dày hơn. Rồi mình thử một cái câu nha. Có một cái bài mà mình rất là thích, Stand By Me. Các bạn thử nghe mình mở một bài Stand By Me lên mình hát. Và các bạn nghe thử nha. Không biết nó có bị đánh vấn đề bản quyền hay không.
Nhưng mà thôi cứ mở lên đi. Nếu mà có đánh vấn đề bản quyền thì mình livestream lại cái phần tiếp theo. Rồi các bạn nghe thử trong cái quá trình mình hát nha. Mình sẽ mở cái reverb với delay lên tí xíu cho nó đẹp. Rồi, bây giờ sẽ vào. Các bạn có thể hát theo nha, để cho nó nghe nó đã. Cùng với nhau nó mới vui chứ. Biết khi nào nó vô luôn. Thôi mở karaoke đi chứ. Cái này không có để ý được. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nghe mình hát với nhiều cái kiểu khác nhau để các bạn phân biệt nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ vào đây. Cùng hát bài Stand By Me nha các bạn. Không có giày trước nha. When the night has come and the land is dark and the moon. Các bạn nghe âm thanh nó chói đúng không? Bây giờ mình thử khác đi một tí xíu nha. Thêm hơi vô tí xíu nữa. No I won't be afraid. No I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Mình sẽ mở cái màn hình lại cho các bạn cùng xem nhé. Sẽ quay lại cái đoạn đó. Bây giờ các bạn cùng hát theo mà các bạn thử xài hơi vô nha. Xài hơi và dùng lực luôn. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Các bạn thấy không? Khi mà các bạn hát giống như vậy thì âm thanh của mình nó sẽ bắt đầu nó dày và nó to ra lên chắc hơn. Thì các bạn thấy là chỉ với ba cái mẹo đó thôi là mình đã giải quyết được vấn đề gì rồi. Đó là vấn đề làm sao để có giọng hát dày. Đó là một cái rất là hay, rất là thú vị. Các bạn thấy là giải quyết được cái vấn đề là làm sao để có giọng hát dày rồi ha. Rồi bây giờ cái thứ tư, đó là các cái nhận định lầm lẫn. Đó là các bạn hay nhầm lẫn một cái như vậy nè. Cái mic này nó hay hơn cái mic kia, hay là cái mic này nó hút hơn cái mic kia. Thì mình nói nhầm lẫn là sao? Thật ra là vẫn có những trường hợp là cái mic này nó hay hơn mic kia nha. Nhưng mà hay ở đây á, nó nằm ở chỗ vậy nè. Cái micro của các bạn nó sẽ có thể hút được, nó gọi là nó lấy được chi tiết cái giọng của các bạn. Thì đó là một cái micro tốt. Nghĩa là sao? Mình hát ra bao nhiêu nó sẽ lấy lại chính xác và chi tiết nhất cái giọng của mình. Thì đó được đánh giá là một cái micro hay. Hay ở đây, ở cái chỗ đó là một cái micro tốt chứ không phải là hay nữa. Tốt. Còn hay ở đây á, nó sẽ liên quan tới việc là nó có thể là lấp đầy hoặc là lấp đầy cho các bạn những cái phần mà các bạn còn thiếu, hoặc là giảm bớt những cái điểm mà các bạn bị thô. Ví dụ giả sử giọng mình là một cái giọng nó đanh mà mình chọn một cái micro á, mà nó tăng thêm cái tần số cao của mình nữa, thì nó sẽ làm cho cái giọng mình nó bị đanh hơn nữa, nó chua hơn nữa, nghe rất là khó chịu. Còn nếu mà cái giọng mình giả sử giống như là, các bạn nghe nè, giả sử giọng mình đang rất là trầm ấm, rất là hay ha, mà mình mua một cái micro mà nó dởm đi, nó cùi bắp tí xíu, thì các bạn sẽ nghe nó sẽ không có lấy chi tiết được tần trầm. Thì các bạn nghe thấy bây giờ cái giọng mình nó như thế nào? Cái giọng mình sẽ càng nghe nó sẽ càng mất đi cái tần trầm, đúng không? Giọng mình bây giờ nghe rất là thô, rất là đơ. Đó. Còn nếu như mình mua được một cái micro mà nó có thể tăng được cái dải tần trầm giống vậy nọ, các bạn thấy nó trầm ấm hơn không? Hoặc là bây giờ giả sử nha, mình thí dụ giờ mình làm cái giọng của mình nó đanh hơn. Thí dụ cái giọng mình giống vậy nè, mà mình mua chúng một cái micro giống vậy nữa nè, là mình cầm cái micro mình hát là mình chết luôn, đúng không? Bởi vì là nó boost cái tần số cao. Nhưng mà nếu cái giọng mình vậy mà mình mua được cái micro vậy nè, đó là nó sẽ làm cho âm thanh mình nó đẹp hơn, nó đỡ bị thô hơn. Đó là cái đầu tiên. Nghĩa là mỗi một cái micro tốt nó sẽ giải quyết được hai cái việc cơ bản. Một, đó là nó lấy được chi tiết những cái âm thanh mà mình phát ra. Hai, đó là nó sẽ tăng thêm hoặc là giảm bớt những cái tần số nào đó. Mỗi cái micro nó sẽ có một cái biểu tần, một cái biểu đồ tần số, nó gọi là cái biểu đồ đáp tần.
thì cái đó nó sẽ đáp ứng được một cái tần số nào đó. Giả sử cái micro này nó lấy được tần số cao mà giọng mình đang thiếu tần cao đi, thì cái việc đó nó sẽ giải quyết được một cái là cầm cái micro đó vô hát là tự nhiên cái giọng mình nó nghe nó hay hơn. Rồi cái thứ hai là mình sẽ nói là cái micro này nó hút. À, thực ra là hút hay không nó không liên quan tới micro. Nếu mà các bạn xem qua những cái livestream trước đây của mình cũng có đôi lần mình giới thiệu cái này rồi. À, nó liên quan tới một cái thiết bị gọi là compressor. Compressor là một thiết bị nén. Khi mà mình nén cái âm thanh xuống thì mình nói to cách mấy nó sẽ cũng nghe nó nhỏ xuống, đúng không? Và khi mà mình, các bạn tưởng tượng giống vậy nha. Nếu như mình nói hát nhỏ đây, mình hát to đây nè, mà mình nén từng cái to xuống xong sau đó mình nâng hai cái lên, thì lúc này mình hát nhẹ nó cũng nghe mạnh. Mình sẽ thí dụ cho các bạn xem nè. Giả sử bây giờ mình sẽ nói nhỏ nha. Mình nói nhỏ cho các bạn sao nghe đúng. Giả sử bây giờ mình không xài compressor nè. Khi mà mình nói nhỏ, các bạn rất là khó nghe. Nhưng mà bây giờ mình sử dụng compressor. Mình sử dụng compressor, mình nén xuống, rồi sau đó mình lại tăng lên. Bây giờ mình nói nhỏ nè. Các bạn nghe. Khi mà mình nói nhỏ, các bạn có nghe nó lớn đúng không? Mình nói nhỏ xíu à, các bạn có nghe lớn. Mình đang thì thầm luôn, các bạn cũng nghe lớn rồi đúng không? Và đưa cái micro này vào, các bạn sẽ nghe thấy âm thanh nó lớn hơn đó. Như vậy khi mà mình tắt compressor đi nè, mình tắt cái compressor này các bạn sẽ không nghe nhiều. Nhưng mình mở compressor lên, mình nói nhỏ, các bạn sẽ nghe nó lớn. Đó là mấu chốt của vấn đề. Nghĩa là khi các bạn hát trên một số cái sân khấu á, nó đã có sẵn cái thiết bị compressor, và cái compressor đó đã được nén một cách phù hợp, đã được tinh chỉnh đúng với cái giọng hát của các bạn, thì như vậy các bạn cầm micro lên các bạn hát tự nhiên nghe nó hay. Còn một số cái micro bản thân nó không có giải quyết cái vấn đề đó đâu, mà là cái người chỉnh âm thanh người ta chỉnh hay, hoặc là trên hệ thống âm thanh đó nó có cái thiết bị đó để giải quyết được vấn đề đó. Cho nên là sau này các bạn bước lên sân khấu á, cái mà các bạn cần á, đó là tìm cách nào để mà tự kiểm soát giọng hát của mình tốt nhất. Và nếu các bạn biết được những cái từ khóa các bạn trao đổi với cái người chỉnh âm thanh á, thì sẽ làm cho cái người chỉnh âm thanh họ hiểu và họ chỉnh cho các bạn đúng hơn. Còn không thôi là tự nhiên cái mình nói một đường họ chỉnh nẻo, tại vì mình không hiểu ngôn ngữ của họ và họ cũng không hiểu mình đang muốn cái gì. Đôi khi họ nghĩ mình không biết cho nên họ chỉnh đại tầm bậy tầm bạ cũng được. Thì đó là những cái cách để giúp cho các bạn có thể cầm cái micro hát hay hơn. Nếu như các bạn biết những cái này mình chắc chắn luôn á, các bạn tập luyện nó mỗi ngày thì sau này các bạn bước lên sân khấu, các bạn cầm micro các bạn hát thì các bạn sẽ rất là tự tin và các bạn biết được sẽ phải xử lý cái micro của mình như thế nào cho nó hay. Vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về cách hát với microphone. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay, cái livestream này hay, thì các bạn hãy chia sẻ giúp mình đến tất cả mọi người, những người mà đang cần những cái video giống như thế này, cần những cái kiến thức mà mình chia sẻ ra để giúp cho cái giọng hát của họ hay hơn, thì các bạn giúp mình chia sẻ để cho mọi người cùng tìm hiểu, cùng cải thiện và cùng hát hay hơn. Và nếu như các bạn có những cái thắc mắc hay những cái câu hỏi nào thì các bạn cứ inbox cho mình, hoặc là comment bên dưới, hoặc là gửi email về doanhnhuoquia@gmail.com. Mình sẵn sàng lắng nghe những cái câu hỏi của các bạn và làm những cái video livestream để giúp cho các bạn có thể khắc phục được cái giọng hát của mình. Và ngoài những cái livestream này ở trên kênh YouTube Trường Âm Nhạc Adam Music, các bạn còn thấy được là rất là nhiều những cái video khác nhau. Ví dụ như mình sẽ mở cái kênh YouTube Trường Âm Nhạc Adam Music cho các bạn xem nhé. Các bạn sẽ thấy trên này là mình có khá là nhiều video. À, hôm nay lên tới 9.000 lượt subscribe rồi nè. Các bạn giúp mình tăng cái lượng subscribe lên nha, để mà mình có thêm động lực, có thêm cảm hứng để có thể làm những video hay hơn. Ở đây các bạn thấy là mình có video là làm sao để có thể sống được khi mà học nhạc nè. Học nhạc có sống được không nè. Rồi cách mà mở khẩu hình. Rồi luyến lấy. Rất là nhiều những cái video mình làm trên này. Thì các bạn có thể xem qua. Đây là, các bạn vào kênh này các bạn sẽ xem được nhiều hơn nữa. Đây. Rất là nhiều những cái video. Đấy, các bạn thấy là mình làm khá là nhiều ở đây. Thì những cái video này để giúp cho các bạn có thể có được cái giọng hát hay hơn. Và những cái livestream như thế này mình sẽ làm vào cuối tuần, vào ngày thứ Bảy lúc 18 giờ. Nếu như các bạn có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, những cái khó khăn, các bạn cứ mạnh dạn inbox, gửi tin nhắn cho mình, gửi email cho mình. Và nếu như các bạn cảm thấy rằng là mình tự tập luyện ở nhà không được thì các bạn cứ tìm tới Trường Âm Nhạc Adam Music. Ở đây có rất là nhiều những cái giáo viên chuyên về âm nhạc và chuyên về thanh nhạc hiện đại luôn, có thể giúp cho các bạn
tập hát được với những cái kỹ thuật hiện đại phù hợp với những thể loại mà xu hướng nhất, thời thượng nhất như EDM, pop, rock, funky, reggae rồi này nọ, rất là nhiều thể loại âm nhạc. Và mình nghĩ rằng là nếu như các bạn cảm thấy là một mình các bạn tự tập ở nhà khó khăn thì các bạn cứ tìm tới. Ở đây sẵn sàng chia sẻ cho các bạn và hãy giúp cho mình chia sẻ video này đến với lại nhiều người hơn nữa để càng nhiều người có thể cùng với nhau tập luyện giọng hát và hát hay hơn. Và nếu như trong tương lai các bạn cần thêm những cái bài tập luyện thanh, mình sẽ làm thêm một chuỗi series những cái bài luyện thanh để giúp cho các bạn có thể tập luyện ở nhà mà không cần phải đến trường luôn. Và cái mà mình mong muốn đó là xây dựng một cái cộng đồng những cái người đam mê âm nhạc, yêu âm nhạc và sẵn sàng dành tâm huyết, dành thời gian để mà học tập và lao động làm những cái hoạt động nghệ thuật để tạo ra những cái tác phẩm hay. Mình hy vọng là những cái livestream như thế này của mình đã giúp cho các bạn có được một cái nơi để mà tìm hiểu kiến thức về âm nhạc cũng như là tự tập luyện được cái khả năng của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng rằng là sẽ gặp lại các bạn vào ngày thứ bảy tuần sau với một cái chủ đề cũng rất là thú vị. Bye bye.